Nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng cao, chất lượng không khí thì giảm đi, thời tiết khắc nghiệt, nhiều loài tuyệt chủng, bệnh tật nhiều hơn. Đó thì chỉ là một trong những hậu quả chúng ta sẽ phải đón nhận nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. Vậy thì bạn có thể làm gì để cứu thế giới này đây? Câu trả lời là không có gì hết. Nếu tất cả chúng ta sẽ đi ngủ và không làm gì trong vòng 1.000 năm để trái đất tự sửa chữa bản thân nó từ tất cả thiệt hại mà chúng ta đã gây ra, thì rất có thể nhá, trái đất sẽ tốt hơn. Nhưng vấn đề ở đây là ai có thể đảm bảo rằng anh em sẽ thức dậy sau giấc ngủ nghìn năm đó? Ý tưởng ngủ đông lạnh hay là cryo sleep vẫn luôn là một trong những đặc trưng của khoa học viễn tưởng. Thay vì tìm cách nào đó để chơi lại anh tanh, những bộ phim như Alien hay là những tác giả như Alastair Zenor lại đưa con người giấc ngủ và tỉnh giấc sau hàng tháng, hàng năm trời, thậm chí sau hàng thế kỷ. Và câu hỏi ngày hôm nay sẽ là: điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người bị đóng băng trong vòng 1.000 năm? Ý tưởng mà đông lạnh ai đó qua nhiều năm hay bằng cách nào đó để làm chậm lại trao đổi chất đủ để một người có thể tỉnh dậy mà chẳng hề già đi hay ảnh hưởng một chút nào vẫn luôn khiến người ta rất là ngờ vực. Rõ ràng là nó còn cách rất là xa so với những gì chúng ta biết về sự ngủ đông của thú có vú trên trái đất. Hiện nay được một công nghệ tiệm cận với cryosleep đã ra đời mang tên là cryonic. Cryonic là một phương pháp sử dụng các thiết bị đặc biệt để rồi gây ra cái chết lâm sàng, rồi bảo quản con người trong điều kiện lạnh, thường ở âm 196 độ C. Chờ đợi trong một tương lai không xa, họ sẽ được hồi sinh nhờ những tiến bộ vượt bậc của y học. Để đăng ký và tham gia sử dụng phương pháp cryonic, mỗi khách hàng thì sẽ phải trải qua những thủ tục cực kỳ là phức tạp. Ở Hoa Kỳ nhá, trước tiên bạn phải lấy được giấy chết hợp pháp, còn gọi là giấy chứng tử. Nếu không thì những người bảo quản xác sẽ bị mang tội là giết người hoặc là trợ tử. Tiếp theo thì các kỹ thuật viên tiêm một liều thuốc sẽ làm tim ngừng đập và khách hàng sẽ chết lâm sàng. Toàn thân xác sẽ được tẩm một lớp bảo quản lạnh, làm khí quản hay thực quản cùng các nội tạng không đóng băng khi mà nhiệt độ xuống quá thấp. Cuối cùng là cơ thể sẽ được bảo quản trong nitrogen lỏng ở nhiệt độ khoảng âm 200 độ C. Và từng ngày họ chờ đợi sự thay đổi của y học thế giới. Bạn sẽ đi vào những giấc mơ ngọt ngào và không bao giờ tỉnh lại nữa. Chi phí thực hiện của cryonic rất đắt đỏ vì nó thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đa số công ty thực hiện lĩnh vực này đều yêu cầu mức giá là $300.000, tức là khoảng 6,2 tỷ đồng. Ngoài ra, khách hàng phải cam kết nộp vào $300, khoảng 6,2 triệu mỗi năm. Trên thực tế thì tính đến nay, cả thế giới có hơn 350 người chết được bảo quản nhiệt độ thấp tại một trong 4 cơ sở cung cấp dịch vụ này, bao gồm cơ sở Mỹ, tổ chức kéo dài sự sống Anken, bang Arizona, và viện cryonic ở bang Michigan, một ở Nga, đó là công ty Cryrod, và một ở Bồ Đào Nha, cũng là phòng thí nghiệm của Anko. Tuy nhiên thực tế là chưa ai được hồi sinh từ công nghệ này. Hy vọng rằng công nghệ đánh thức mọi người dậy từ giấc ngủ đông sẽ có trong tương lai gần. Nhưng chúng ta hãy cứ giả dụ rằng công nghệ này đã được hoàn thành rồi anh em nhé. Dân số thế giới của chúng ta bây giờ là 8 tỷ người. Chúng ta sẽ đặt mọi người ở đâu? Rất có thể là các buồng ngủ đông lạnh tại cơ sở lớn thế giới sẽ ra đời. Tuy nhiên, không phải là ai cũng sẽ ngủ. Chúng ta sẽ cần một số tình nguyện viên, những người được bổ nhiệm hoặc là may mắn được lựa chọn để giữ cho mọi thứ hoạt động trơn tru. Nhà di truyền học người Úc Ian Franklin và nhà sinh vật học người Mỹ Michael Sow từng gợi ý rằng chúng ta cần ít nhất 500 người để duy trì mọi thứ ổn định với đủ giống di truyền. Nhưng với hầu hết dân số ở trong cryonic, để trả lời câu hỏi rằng nếu tất cả chúng ta ngủ trong 1.000 năm thì sẽ ra sao? Thì tác động của chúng ta lên hành tinh sẽ bị lùi lại. Sự nóng lên toàn cầu sẽ tiếp tục trong 40 năm nữa sau khi chúng ta đi ngủ. Tuy nhiên là trong nhiều thập kỷ tới, nhà của chúng ta sẽ bị phá hủy. Trong 100 năm tới, cấu trúc gỗ thì sẽ biến mất. Các kết cấu thép sẽ bắt đầu rỉ sét. Các thành phố chúng ta sẽ bắt đầu tràn ngập thực vật, cây và dây leo. Và khi mà tất cả mọi người đã đi ngủ rồi đấy, thì những con sông mới sẽ hình thành vì những đường ngầm tàu điện ngầm sẽ ngập do không có máy bơm hoạt động để đẩy nước ra ngoài. Sau vài trăm năm nữa, nhiều loại động thực vật sẽ quay trở lại ở mức ban đầu trước khi chúng ta tiến hóa và tiếp quản hành tinh này. Cuối cùng là chúng ta sẽ thức dậy sau 1.000 năm nữa trong tương lai. Chúng ta không thể nhận ra thế giới bên ngoài, hành tinh sẽ vô cùng xanh tươi. Nhưng nhà của chúng ta và hầu hết thành phố của chúng ta đã biến mất. Sẽ có rất nhiều thứ được bắt đầu xây lại như chúng ta tỉnh dậy, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không thể nào trở lại được như cũ. Toàn bộ lý do mà tại sao dân số thế giới phải đi vào giấc ngủ đông là để sửa chữa hành tinh của chúng ta.
Vì vậy, chắc chắn rất nhiều luật và chính sách nghiêm ngặt sẽ được đặt ra để đảm bảo cách sống mới, để chúng ta không lãng phí cơ hội thứ hai này. Tôi quay vài lại, nếu mà toàn bộ dân số trái đất mà ngủ đông 1.000 năm ấy, trái đất sẽ được sửa chữa và nó sẽ sống lại hoàn toàn. Nhưng mà đấy là điều kiện mà chúng ta ngủ hết mà thôi. Và khi chúng ta tỉnh lại, chúng ta sẽ xây dựng nên những thành phố mới, xây dựng nên những ngôi nhà mới, và lại một quy trình tàn phá lại bắt đầu. Đúng là con người. Và video này lại hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe Takawa nghe tức đón xem những video mới nhất của mình nhé. Chân thành cảm ơn anh em.